Kính chào cô bác anh chị và các bạn, đây là cái lô mà bà con ở đây muốn bán hành lý nè cô bác anh chị. Mời cô bác anh chị cùng tham quan ha. Đây là giống toàn bộ giống, đây là giống 235 BB 235 á cô bác anh chị. Rồi đã tới cái chòi của cái lô này. Đây là cái chòi mà để làm cái kho để đựng mũ cũng như dụng cụ vật tư, kiềng chén máng rồi cô bác anh chị. Ở đây thì bà con chị Út ở đây nè, thì chị đã nghỉ cạo khoảng 2 năm và bây giờ chị mở lại cạo miệng kéo mới đây khoảng chừng một tháng thôi cô bác chị. Một tháng nay mà bị gió mưa nên cũng nghỉ rất là nhiều. Và bây giờ thì chị quyết định là chị bán cái lô này với diện tích trồng cây cao su là 3,5 hectare đó cô bác chị. Và cây này thì toàn bộ là giống giống 235 hết. Cây cũng đục rất là cao rồi. Và bây giờ mướn lại con cạo thì kéo tái sinh thôi cô bác chị, chứ không có đục đục trên miệng cao nổi, tại vì rất là cao rồi, khoảng 4-5 mét à. 4-5 mét thì chỉ có những cô bác, những anh chị hành lý thì cạo hành lý thì mới cạo nổi thôi. Thì cái lô này thì ngày hôm nay chúng tôi mới vừa gặp chị Út và chị chia sẻ luôn là chị muốn bán hành lý đó cô bác anh chị. Muốn bán gỗ, bán nguyên cái vườn này khoảng chính xác là 3,5 hectare nha. Và với cái giá là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 là cái giá mà chị Út đưa ra và chị có nhấn mạnh là giá này là không có bớt. Được giá này thì là mua liền đó cô bác anh chị. Ở cái địa điểm đây thì cũng giới thiệu với cô bác anh chị luôn là sau lưng trung tâm hành chính huyện Chân Thành ha. Cô bác anh chị nào mà có nhu cầu để mua cái lô này thì cô bác anh chị hãy liên hệ cái số điện thoại 0937 134 000, 0937 134 000, gặp chị Út nha cô bác anh chị, gặp chị Út để mà nếu mà được cái giá là 1 tỷ 2 thì chị Út đây sẽ bán. Hồi nãy thì chị Út có nhấn mạnh là như vậy á, nên cô bác anh chị có nhắm mua được thì cô bác anh chị hãy tới ngay chỗ mà sau khu trung tâm hành chính huyện Chân Thành để mà liên lạc và coi được giá, được giá thì mua hắn cô bác anh chị. Chị sẽ bán 3,5 hectare này. Ở đây thì toàn bộ theo nhận thấy của chúng tôi thì toàn bộ là cây BB235. Có những cây rất là to. Những cây như cỡ này thì chúng tôi thấy cũng rất là nhiều. Cây này để đo cái tầm tầm 1,3 m trở đi thì có hoành bao nhiêu nha cô bác anh chị. Coi mấy gang ha, tính từ đường này đi. 1 2 3 4 5 6 6, tức là cỡ hoành từ 1,3 m trở đi trở xuống gốc á, tầm 1,3 m nè, thì là một là 6 gang, có nghĩa là 60 cm đó, 60, khoảng hoành 60 cm nha cô bác chị. Còn những cây nhỏ này thì số lượng cây như cỡ vậy thì cũng thấy cũng cũng có đó cô bác chị. Cô bác anh chị để quay một vòng cho cô bác anh chị xem ha. Chung tầm này nè cô bác anh chị, tầm này thấy nhiều nè. Cũng có nhỏ có lớn mà tầm trung trung vậy nè, nhiều. Cũng có những cây bự, những cây to nè. 3 tỷ rưỡi, 1 tỷ 2 mà 3 mẫu rưỡi, 3 mẫu rưỡi. À, tính tính cho 3 mẫu đi, 3 mẫu 1 tỷ 2
thì mẫu nhiêu cô bác anh chị? 400 hả? 4312 mẫu 400. Mẫu 400 mà 3 mẫu rưỡi. Chắc mẫu bớt lại 3 mẫu rưỡi thì bớt lại khoảng 300 mấy hả cô bác anh chị? Mẫu khoảng 300 mấy. 300 mấy chục triệu á, mẫu khoảng 300 mấy chục triệu. Bây giờ cao su giá giá mũ cao su lên và giá gỗ hiện giờ thì hình như cũng lên rồi cô bác anh chị. Cách đây một tháng thì chúng tôi biết giá gỗ 1 tấn dao động từ 1,3 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Cách đây một tháng, còn bây giờ thì chúng tôi không có biết giá hiện tại bây giờ bao nhiêu, chắc có lẽ là giá sẽ lên nữa.